xin chào quý vị. Hôm nay xin gửi đến quý vị clip hướng dẫn cách trồng rau tại nhà đơn giản. Chỉ mất vài phút, quý vị đã có những cây rau sạch xanh mướt đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình. Trước tiên, ta cần chuẩn bị hạt giống, khay trồng đã đục sẵn lỗ thoát nước, đất và bình tưới nước. Bước thứ nhất, đổ đất vào chậu lớn, tưới nước vừa đủ ẩm. Sau đó cho đất đã làm ẩm vào khay trồng, ém nhẹ, không ém đất quá chặt, cần đủ độ tơi xốp cho cây phát triển. Sau đó cho cây vào khay đất, lưu ý rẽ hạt đều trên bề mặt sẽ giúp cây mọc đồng đều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhớ bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video mới. Chúc bạn luôn vui vẻ.